Dạ, cô rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi Kể Chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn tập 1 của bộ truyện Báo Ứng, tác giả Trân Trần. Khôi dự tính làm bộ truyện này trong vòng 2 tập. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Ai bí rợ, bí đao, rau muống, rau cần, mùng tơi, nước mắm, bột ngọt, muối hột, khổ qua gì không? Tiếng rau giang giảng trong trẻo của một cô gái chèo ghe trên sông làm cho mọi người trong nhà nghe thấy liền ào ra tới tấp hô lớn. Ê, có, mén ơi, tấp vô đông cho dì một lít nước mắm đi bay. Có tiếng cô gái trả lời bằng chất giọng ngọt ngào gian giọng đúng nét con gái miền Tây. Dạ, dì Tư đứng đó đợi con một chút, con tấp vô liền. Thế là vừa tấp vào bờ, một đống người liền dây quanh cô gái. Tiếng nói xen lẫn nhau, nghe đến nhức cả đầu. Người thì mua rau, người thì mua bầu, mua bí, mua muối, mua dầu, khiến cho cô gái trên ghe phải đi ra đi vô bán hàng đến bù đầu. Nhưng trên môi vẫn nở nụ cười duyên dáng mà bán cho từng người một. Ai ở miền Tây sông nước thì chăng chẳng mấy xa lạ với những tiếng rau hàng bán trên sông. Tiếng rau ấy có lẽ không ở đâu có được ngoại trừ cái miền quê sông ngồi chằng chịch này. Tiếng rau không đứt quãng kéo dài từ mỗi ghe cho tới lấy theo từng tên rau củ chất đầy tươi rói rói. Tiếng rau thân quen đến nỗi bọn con nít cũng thuộc nằm lòng, và mỗi lần chơi bán hàng hay nhái theo xem hơi ai dài hơn hay ai bị đứt quãng giữa chừng để thi đua. Người đến người đi rồi cũng tan. Cô gái trên ghe bán hàng chỉ còn một người khách cuối cùng. Cô gái hỏi: Dì Tư mua gì để con lấy cho? Trời ơi, tao đợi nãy giờ mà thấy bay bán đắt quá trời nên đứng ở ngoài chờ bay bán xong rồi mới mua nè. Chân tao yếu lắm mày ơi, chèn chút mắt con té lội họng là đi gặp ông bà tổ tiên luôn đó. Đâu, bay đông cho tao một lít nước mắm và một trái bi đao, tao đem về nấu canh cho sắp nhỏ ăn cái coi mén. À, dạ có liền. Cô gái dù mệt mỏi nhưng vẫn cười tươi mà đi vào trong ghe hàng. Lát sau cô đi ra, trên tay cầm một chai nước mắm với một trái bi đao đã được cho vào bọc ni lông cột lại kỹ càng rồi đưa cho khách. Đây, của gì đây? Nước mắm 20, trái bi đao 8.000. Tổng cộng là 28.000 nha dì. Rẻ dễ bay, hèn gì bán đắt quá chừng. Dạ. Cô gái nhận tiền rồi cười tươi bỏ vào túi áo bà ba. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay lại nói tiếp. Mà dì Tư ơi, mai mốt dì Tư đừng có kêu con bằng mén như lúc nhỏ nghe kỳ lắm. Dì Tư kêu con bằng Út Tiên là được rồi. Mèn đét ơi, bữa nay bày đặt ngại nữa hen. Tao kêu bay bằng máng từ hồi đó tới giờ quen rồi, kêu tên khác thấy kỳ kỳ. À mà thôi, tao vô nhà làm đồ ăn cho ổng với sắp nhỏ ăn liền. Hổng thôi lát ổng về mà chưa có cơm ăn ổng chửi tao đó bay. Dì đi nha máng. Dì Tư này kỳ ghê vậy đó. Dì Tư Dẫu nghe vậy thì cười khà khà rồi đi nhanh vào trong nhà mất hút. Út Tiên ngồi trên mũi ghe nghỉ mệt, lấy phích nước đá uống một hơi dài, hà ra một tiếng ra chiều đã khát rồi cười nhẹ. Cô cầm lấy cây chèo định bơi đi thì có tiếng gọi. Cô gì ơi, đợi tôi một chút. Út Tiên quay đầu lại thì thấy có một chàng trai ăn mặc lịch sự, quần tây áo sơ mi đóng thùng, chắc là không phải người dân gốc ở đây. Thấy anh đang chạy về hướng của cô kêu lớn nên Út Tiên dừng lại hỏi. Dạ, anh muốn mua gì? Tôi muốn mua. Chàng trai chưa kịp nói hết thì có thêm một người con trai khác đi đến dỗ dai người này rồi nói. Cái thằng quỷ này, người ta buôn bán đi đi về về cả chục cây số mà mày đứng cả lâm kiểu này thì chừng nào người ta mới được về nhà. Út Tiên nghe hai người nói chuyện mà lấy tay che miệng cười. Cô biết người vừa đến là Hai Hậu, con của dì Tư Dẫu, vừa rồi có lại đây mua hàng. Hai Hậu quay qua Út Tiên cười hiền rồi nói. Xin lỗi Út nghe, thằng này nó có cái bệnh nan y.
hễ gặp gái đẹp á là bị cà lâm vậy đó. Út thông cảm. Dạ đâu có gì đâu anh, em thấy vậy cũng dễ thương mà. Ủa anh hai về hồi nào vậy? Anh mới về cái rột nè em. Em bán cho anh thêm một ký đường nữa nha. Lúc nãy má anh ra mua đồ mà quên, nên kêu anh chạy ra mua. Cái thằng quỷ này tài lanh, đòi làm anh hùng xung phong đi. Ai dè gặp Út đẹp quá, cái nó cà lâm luôn à. Út Tiên nghe vậy bật cười thành tiếng. Nụ cười làm sao xuyến tấm lòng của Khải, bạn thân chí cốt của hai hậu trên Vĩnh Long, nơi anh làm việc. Út Tiên cười xong thì đi vào trong ghe, lấy ra một bịch đường đã được cân sẵn, rồi đưa cho hai hậu. Của anh nè, 1 ký 22 ngàn nha anh. Dạo này gần Tết nên đường lên giá. À, không sao, anh hiểu mà. Mai Út có rảnh không? Lên nhà anh chơi. Mai em bận đưa ngoại đi khám bệnh định kỳ rồi anh, tới trưa em mới về. À, vậy thôi, bữa nào anh rảnh anh xuống thăm ngoại. Giờ em đi bán đi, kẻo về trễ ngoại trông. Dạ, vậy em đi nghen. Mai môn nhớ mua ủng hộ em nha. Nói rồi, Út Tiên chống cây chèo bơi xuôi theo dòng nước, băng băng hướng ra chợ. Hai hậu dây qua, nhìn Khải đang ngoáy theo bóng lưng của Út Tiên mê đắm. Anh vỗ vào vai Khải một cái, rồi nói: Mất hồn hả mày? Khải giật mình nhìn sang thằng bạn, rồi gãi đầu cười e thẹn. Anh đưa tay lên cổ thằng bạn, hỏi: Ê mày, nhỏ đó nhỏ nào mà đẹp dữ? Ủa mày hết cà lâm rồi hả? Cà lâm kể cha tao. Hai thằng cứ thế vừa đi vừa trò chuyện về cuộc đời của Út Tiên từ nhỏ cho đến lớn. Qua lời kể của hai hậu thì Khải biết được Út Tiên từ bé đã mồ côi cha lẫn mẹ và được bà ngoại nuôi đến khi khôn lớn. Ngoại của cô là bà Bảy Hoa, năm nay cũng đã hơn 70 tuổi, sức khỏe rất yếu. Mấy năm trước bà còn đi ghe bán với Út Tiên, nhưng mấy năm sau này sức khỏe suy giảm nhiều nên chỉ có thể ở nhà giao ghe hàng lại cho Tiên bán một mình. Hai bà cháu sống nương tựa với nhau như vậy mà lại rất vui vẻ. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Hai hậu biết được những chuyện này cũng vì bà Bảy Hoa và mẹ của hai hậu có họ hàng xa, nên từ nhỏ hậu và Tiên chơi với nhau rất thân. Nhà nội của anh thì lại sát bên nhà Tiên, nên mỗi lần đến đó hai hậu đều qua nhà Tiên chơi, có khi còn ở đó ăn ké một bữa cơm hoặc ở lợi chơi cho đến tối mới chịu về. Nghe hậu kể xong, Khải cũng cảm thấy có chút động lòng với cô. Bởi vì Khải cũng mất mẹ từ nhỏ, nên anh hiểu cái cảm giác tủi thân là như thế nào. Huống hồ Tiên còn mất cả hai người thân yêu nhất như vậy, anh càng thấy thương cô hơn. Hôm sau mới sáng, Khải đã lôi đầu hai hậu dậy thật sớm. Hậu còn đang mơ màng chưa tỉnh mộng, giọng anh lè nhẹ như người say rượu, hỏi: Cái thằng ung binh này, mới sáng sớm mày làm cái gì mà kéo tao như kéo xà ngôn vậy? Khải cười khà khà, cầm hột keo vuốt tóc thoa lên đầu rồi nói: Chẳng phải hôm qua mày nói bữa nay mày lại nhà Út Tiên thăm bà ngoại của cổ mà mày quên rồi hả? Tao nói bữa nay đi hồi nào? Tao nói chừng nào rảnh tao mới đi mà. Thì đó, hôm nay mày rảnh nè. Sao mày biết tao rảnh? Hôm nay tao mắc chở mẹ tao đi chợ mua đồ ăn rồi. Khải nghe vậy cười ha hả, xong rồi đi tới chỗ hai hậu đang ngồi, dỗ dai thằng bạn mình bóp bóp mà nói: Chuyện đó mày khỏi lo, hồi sáng tao chở bác gái đi chợ rồi mới về kêu mày dậy nè. Giờ mày đi rửa mặt thay đồ lẹ lên đi, tao ra xe ngồi chờ á. Vừa dứt lời, Khải đi mất hút. Hai hậu ngồi trên giường che miệng ngáp một hơi dài, nói: Không lẽ nó bị trúng tiếng sét ái tình với con Út Tiên rồi hả ta? Lật đật bò dậy trong cơn buồn ngủ nửa giờ của mình, hậu đi cái tướng liêu xiêu muốn té ngã mà đi xuống đằng sau rửa mặt. Khải chuẩn bị xong xuôi, leo lên xe ngồi chờ, tự nhủ với lòng là: Ráng lên Khải ơi, đừng có hồi hộp căng thẳng quá, rồi đứng đó nhìn ẻm mà cà lâm không nói nên lời. Chăng thằng quỷ sống kia nó chọc từ năm này qua năm sau luôn đó.
Mày phải gồng lên. Đang quyết tâm dữ lắm thì hai hậu đi ra, thấy trên xe máy mà thằng Khải đang ngồi toàn là quà bánh trái cây. Hậu ngạc nhiên hỏi: Ủa, bộ mày chuẩn bị đi hỏi vợ hay gì vậy Khải? Khải giật mình dây qua, gãi gãi đầu cười ngại ngùng, đáp: Có đâu mày. Tại tao nghe bác gái nói qua nhà người ta là phải có quà biếu cho đúng phép, mà tao không biết nên mua cái gì để biếu, bởi vậy tao mua hết mấy cái người ta hay tặng luôn cho khỏi thiếu nè. Hai hậu đứng đó ôm bụng cười sặc sụa. Bao nhiêu nay á mà mua thêm buồn trầu cau với rượu nếp nữa là đúng như đi hỏi cưới con người ta luôn rồi chứ gì nữa. Ủa mà mày tính đi bằng xe máy hả? Chứ đi bằng cái gì? Ham vợ tới bị khủng khí chuột rồi hả thằng quỷ? Nhà cô Út Tiên á đâu có đường cho xe vô đâu. Muốn đi á là phải đi bằng ghe kìa cha nội ơi. Ủa vậy hả? Tao có biết đâu. Mày phụ tao lẹ lên coi, đem mấy cái này xuống ghe đi. Lẹ lẹ lên, trưa trời trưa trật rồi. Thế là hai thằng đem cả đống quà lễn ca lễn kỉnh đem xuống ghe. Trên đường đi, Khải luôn miệng hỏi hậu tới chưa, làm cho hai hậu bực cả mình. Sau khi đến nơi, ghe tấp vô trước một ngôi nhà lá đơn sơ. Nhìn bên ngoài rất gọn gàng sạch sẽ. Trước nhà còn có bóng dáng của một bà lão đang ngồi trên chiếc giường tre lựa gạo sàng qua sàng lại rất thành thục. Hậu đi nhanh vào trong kêu lớn: Ngoại ơi, biết ai tới không nè? Bà Bảy Hoa ngước mắt nhìn lên, đôi mắt nheo nheo lại, cố gắng dồn cho kỹ, nhưng chỉ thấy mờ mờ. Bà cất tiếng trầm ấm hỏi: Đứa nào vậy bay? Út Tiên đang nhóm lửa sau nhà, nghe có tiếng người nói chuyện thì đi lên, thấy hai hậu và Khải đang xách một đống lỉnh kỉnh đi vào. Cô cười tươi rói: Anh hai hậu đó ngoại. Bà Bảy Hoa nghe vậy thì cười tươi vui mừng: Trời quơ, thằng Tuấn đó hả bay? Sao lâu rồi không về thăm ngoại vậy con? Tao nhớ bay quá trời quá đất luôn vậy đó. Trời ơi ngoại, năm nay con lớn chà bá rồi. Ngoại cứ kêu con bằng thằng Tuấn hoài, nghe mà ngại muốn độn thổ luôn vậy đó. Đâu, bay thử độn thổ cho ngoại coi coi. Tao lớn tới từng tuổi này rồi mà chưa từng thấy người ta độn thổ như thế nào à nghe. Ngoại cứ chọc con hoài. Cả bốn người cười rôn rã cho đến khi Khải đến để quà bánh lên giường rồi thưa: Dạ con thưa ngoại, có chút quà bánh con xin biếu ngoại ăn lấy thảo. Ủa, đứa này là đứa nào nữa? Hai hậu nhanh miệng đáp: Nó là thằng bạn của con ở trên Vĩnh Long đó ngoại. Nói giữa chừng, hai hậu sáp lại gần bà Bảy, nói nhỏ với bà cái gì đó không nghe rõ. Bà mỉm cười hiền hậu, nói: Út Tiên à, con coi nấu cơm nhiều nhiều chút cho hai đứa nó ăn với nghe. Còn thằng Tuấn, thằng Hậu, bay đỡ ngoại vào trong nhà cho ngoại hỏi chút chuyện cái coi. Dạ. Hai hậu cố tình dạ thiệt lớn cho Khải và Út Tiên nghe, rồi đi đến nắm cánh tay của bà Bảy, đỡ bà đi vào trong nhà. Khải đứng đó gãi đầu không biết nói gì. Út Tiên đi nhanh vào trong nhà, đem ra một ly trà rồi nói: Anh ngồi đi, lại chơi cho có mặt là được rồi, còn bày đặt quà cáp chi không biết nữa. Khải cười rạng rỡ đáp: Có bao nhiêu đây thôi, em nhận đi, đừng có ngại. Út Tiên nghe xong liền bịt miệng cười hi hí, làm cho Khải có chút ngại ngùng. Anh thầm trách trong bụng: Trời ơi, lại cà lăm nữa rồi, sao mày vô dụng dữ vậy Khải? em xin lỗi, tại mắc cười quá. Không sao đâu. Út Tiên nghe vậy thì lại càng mắc cười hơn. Khải thấy cô cười mà trong lòng cũng vui lây. Út Tiên cười ngay cười ngớt, làm cho Khải cười theo. Ấy thế là cả hai nhìn nhau mà cười lên ha hả. Đến bữa cơm, cả bốn người quay quần bên nhau. Hai hậu hỏi: Hôm qua con nghe Út nói đưa ngoại đi khám tổng quát, ngoại đi chưa, kết quả ra sao? Ngoại đi rồi, đi từ hồi trời chưa sáng, đặng còn phải nộp sổ, lúc đó mới có vài người thôi, cho nên bác sĩ đến là được vào khám sớm.
sức khỏe ngoại vẫn ổn, không sao cả. Khải ngồi bên cạnh im thinh thích, không dám nói một câu. Anh sợ mở miệng ra là lại bị cà Lâm làm cho Út Tiên và bà ngoại cười chê. Bà Bảy Hoa dây qua Khải, cười nhẹ nhàng hỏi. Con năm nay bao nhiêu tuổi? Khải ngập ngừng, cố gắng hít thở thật sâu mà trả lời. Dạ, con bằng tuổi thằng Hậu. Ừ, lớn hơn con Út 2 tuổi. Nhà con mấy anh em? Dạ, một mình con. Thằng Hậu ngồi kế bên, nghe thấy không ổn lắm, liền dây qua nhát. Mày trả lời với ngoại cái kiểu gì cọc lóc vậy? Bộ không muốn lấy vợ nữa hả? Tao... Khải nhìn Tiên, rồi lại nhìn Hậu. Anh muốn trả lời, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng. Bà Bảy Hoa sau cuộc trò chuyện với Hậu nên cũng hiểu được lý do tại sao Khải lại bị như vậy. Bà nói, Út Tiên à, ngoại muốn ăn ớt, con ra sau nhà bẻ vài trái rồi rửa sạch đem lên đây cho ngoại nghe. Dạ. Út Tiên dạ xong rồi đứng dậy đi ngay. Lúc này tim Khải mới thôi đập nhanh mà trở lại như bình thường. Bà Bảy Hoa hỏi tiếp, dạ chỉ có một mình con là con trai thôi hả? Út Tiên đi thì Khải cũng đã không còn trở ngại gì trong việc ăn nói. Anh đáp nhanh, dạ đúng rồi ngoại. Ừ, vậy thì không cần tranh chấp tài sản với ai về sau, tốt lắm. Khải nghe bà nói xong còn chưa kịp hiểu bà đang nói gì thì lại nghe hỏi tiếp, thường ngày con làm công việc gì? Dạ thường thì con phụ ba con nhập trái cây về bán, hoặc thiếu người thì con làm tài xế đi giao luôn. Giỏi dữ, có công ăn chuyện làm đàng hoàng. Vậy con đã có người mà mình thích chưa? Dạ con chưa có đâu bà. Con chỉ mới để ý Út. Khải chưa nói hết câu thì Út Tiên lên tới, làm cho anh có chút sượng và lại tiếp tục nói cà Lâm. Bà Bảy phì cười hiểu ý anh nên bà không hỏi nữa mà chỉ nói rằng, sau này á, nếu có rảnh á, thì thường xuyên đến đây chơi với ngoại nghe. Cửa nhà ngoại á, tuy rách nát, nhưng ngoại sẽ luôn đón chờ các con đến. Hai Hậu và Khải đều gật đầu cười gian. Không khí bớt căng thẳng đi, làm cho Khải cảm thấy như đây là một gia đình thứ hai của anh. Và người con gái này chính là nguyên do cho cảm giác kỳ lạ đó. Sau bữa ăn, Hậu và Khải ra về, hứa sẽ quay lại thăm ngoại nữa. Khi hai người vừa đi, bà dây qua nhìn Út Tiên triều mến, hỏi, con thấy thằng Khải thế nào? Con thấy cũng dễ thương mà ngoại. Chỉ dễ thương thôi hả? Ngoại thấy nó thích con lắm đó đà. Út Tiên nghe vậy thì e thẹn cười mỉm chi, đáp, có đâu ngoại ơi, con mới gặp anh có 2 lần mà yêu thương cái gì. Chứ hồi đó tao gặp ông ngoại bay có 1 lần là trúng tiên sét ái tình cưới luôn á. Chớ có được quen biết hẹn hò như mấy đứa nhóc bây giờ đâu chứ. Vậy mà cũng sống với nhau đến cuối đời ổng. Hồi xưa mà ngoại, so sánh với bây giờ là đâu có được. Thôi, con không nói chuyện với ngoại nữa đâu. Con đi tưới rau đây. Vừa nói xong là cô dục đi mất. Bà Bảy Hoa ngồi trên chiếc giường tre, cười cười, rồi nói lớn. Khoai muốn chết mà còn bày đặt ngại. Tao chấm cái thằng này rồi đó nghe. Út Tiên ở đằng sau nghe rõ mồn một lời của bà Bảy Hoa. Cô cứ đứng đó dò dò cái vạt áo cho nhăn nhúm mà nhớ lại nụ cười tỏa nắng của Khải. Bất chợt cô cười tươi hò thêm một câu giọng cổ rồi cầm xô nước đi đến giếng. Rượu lưu ly chân quỳ tay rót, cha mẹ uống rồi em dời ngót theo anh. Họ trên đường về, Khải dây qua hỏi Hậu,
hồi nãy mày với ngoại vô trong nhà nói cái gì vậy? Kể tao nghe với coi. Mày trở nên nhiều chuyện từ lúc nào vậy Khải? Chuyện bà cháu người ta lâu ngày xa cách trò chuyện với nhau mà cũng kêu kể là sao? Không kể thì thôi, làm gì dữ vậy? Khải quê xệ quay mặt qua chỗ khác tức điên, còn Hậu thì che miệng cười tủm tỉm. Thật ra lúc nãy, chuyện Khải thích Tiên, Hậu đều đã kể cho bà ngoại nghe hết rồi. Bà ngoại nghe xong cũng gật gù nói là sẽ quan sát thằng bạn của anh kỹ hơn, xem có đủ điều kiện làm chỗ dựa cho cháu gái của bà hay không. Hậu không cho thằng bạn mình biết, anh muốn để tự nhiên, bởi vì anh cam đoan ai tiếp xúc nhiều với Khải cũng sẽ thích cái tính chân chất thật thà của anh mà thôi. Kể từ ngày hôm đó, Khải thường xuyên đến nhà của Út Tiên để được ngắm nhìn cô mỗi ngày với cái lý do là đến thăm ngoại. Tình cảm trong lòng của hai người cũng đã dần dần chớm nở. Khải vì thường xuyên trò chuyện với Út Tiên nên không còn nói năng cà lăm như lúc mới đầu khi gặp cô nữa. Bà Bảy Hoa thấy hai đứa cứ vậy thì bà lại thấy yên lòng. Cháu gái bà đã chọn được một người tốt để nương tựa rồi. Hai Hậu làm việc trong công ty giày ở Vĩnh Long nên ngày nghỉ hạn chế, chứ không như Khải học đại học tốt nghiệp kỹ sư nông sản rồi về phụ cho ba mình luôn, nên đôi khi thời gian của anh cũng rất nhàn rỗi. Vì đã quá quen thân nên giờ Khải có thể đến nhà Út Tiên một mình mà không cần phải rủ thêm hai Hậu để bớt ngại nữa. Một hôm Khải vẫn như mọi ngày ghé nhà của Út Tiên thăm ngoại. Bước vào sân, Khải thấy bà Bảy ngồi trước cửa ghi ghi chép chép cái gì đó vào một tờ giấy. Mắt bà nheo lại qua lớp kính lão như đang nhắm mắt. Nghe tiếng bước chân người bước đến, bà liền dừng lại vội cất đi và nở nụ cười có chút ngượng. Bà nói: "Hôm nay bay lại sớm quá vậy?" Khải cười khà khà đáp: "Dạ, hôm nay con qua định thưa với ngoại, mai con phải về Vĩnh Long để phụ ba con làm việc nữa rồi. Con báo trước, không thôi sợ ngoại trông." "Ôi dạ, có một cái lý do đó mà mày cứ nói đi nói lại hoài, tao nghe mà phát chán. Mày về mày cũng thưa, cách hai ba ngày mày đến mày cũng thưa. Bọn trẻ trâu tụi bay diện ba cái cớ đó thì làm sao mà qua mặt được bà lão này. Thôi kiếm cái cớ nào cho nó hợp lý hơn đi con." "Lần này con nói thiệt mà ngoại, con về tới nửa tháng nữa con mới lên đó." Bà Bảy Hoa cười gian lên rồi đáp: "Nửa tháng lâu quá hen. Nửa tháng có 15 ngày chứ bao nhiêu?" "Đối với ngoại là 15 ngày, chứ đối với con như 15 năm vậy đó ngoại." "Tao biết ngay mà. Mày nhớ con Tiên, chớ có thèm nhớ nhung gì đến bà già sắp chết nãy đâu." "Ngoại cứ nói vậy không à, con nhớ cả ngoại và Út Tiên luôn mà." "Bày khéo nịnh bợ." Nói rồi, cả hai bà cháu cùng nhìn nhau cười. Khải trèo lên giường, quỳ gối đấm bóp vai cho bà Bảy. Bỗng mặt bà trở nên nghiêm túc lạ thường. "Khải à, đúng lúc hôm nay con Tiên nó vừa đi bán chưa có gì à, ngoại muốn bàn bạc chuyện này với con." Khải dừng tay lại, ngồi xuống trước mặt của bà Bảy rồi hỏi: "Có chuyện gì mà con thấy ngoại nghiêm trang quá vậy?" "Phải vậy chứ con, chuyện cả đời của cháu gái bà mà." Khải ngạc nhiên hồi hộp cho đến khi bà Bảy cất lời: "Năm nay con Tiên nó cũng đến tuổi lấy chồng được rồi. Ngoại chỉ có một mình ơn nó là cháu, nhưng ngoại cứ nay ốm mai đau. Nguyện vọng cuối cùng của ngoại là muốn được nhìn thấy con Tiên nó đi lấy chồng rồi sinh con. Ngoại biết hai đứa bay thương nhau thật lòng mà vì ngại nên chưa dám ngỏ ý. Đàn ông mà con, phải mạnh mẽ lên." "Dạ, dạ con biết rồi ngoại. Con sẽ cố gắng thể hiện tình cảm với Út Tiên sớm hơn." "Còn nữa, ngoại có nghe thằng Hậu nói mẹ của con mất sớm nên cha con một mình nuôi con khôn lớn. Một người đàn ông như vậy chắc chắn sẽ cực kỳ bản lĩnh, chu đáo, nên mới dạy được một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện như con. Ngoại và nhà con xa cách một trời một vực ở chỗ tiền bạc, không có môn đang hậu đối. Con nghĩ ba con sẽ chấp nhận cháu gái của bà hay sao?" Khải nắm lấy đôi tay của bà Bảy, nói bằng giọng quả quyết: "Nếu ba con không đồng ý thì con cũng sẽ cưới cô ấy về làm vợ. Không sống chung được thì tụi con dọn ra ở riêng. Con tuyệt đối sẽ không để cho Út Tiên phải chịu thiệt thòi đâu. Ngoại yên tâm." "Được, được." "Có lời hứa này của con
cho dù ngoại có chết cũng an lòng nơi chính suối rồi. Ngoại, ngoại đừng có nói xui như vậy, kẻo Út Tiên nghe được lại buồn á. Hai người đang nói chuyện thì từ đằng xa có tiếng nói quen thuộc cất lên. Ngoại ơi, con về rồi nè. Út Tiên vừa nói vừa neo ghe xong rồi bước lên bờ. Cô thấy Khải ngồi đó thì lại bắt đầu thẹn thùng nói lí nhí. Anh Khải, anh đến đây hồi nào vậy? Anh mới đến, sao hôm nay em bán về trễ quá vậy? Dạ, tại hôm nay bán đắt quá nên em phải bơi ra chợ lấy đồ thêm. Út Tiên cười thật tươi, giơ giơ cái giỏ lên nói. Ngoại, con có mua thịt heo với hộp dịch nè, để con vô kho cho ngoại với anh ăn nghe. Cô cười hí hửng đi vào trong nhà. Bà Bảy và Khải nhìn theo bóng lưng của cô đi khuất rồi mới nói tiếp. Đợt này con về dưới nhà sẽ thưa với ba chuyện này rồi đem trầu cao lên hỏi cưới Út Tiên nha ngoại. Bà Bảy Hoa gật đầu lia lịa. Bà đáp. Có gì thì báo cho ngoại hay để ngoại tính. Không hiểu sao mà mấy bữa nay ngoại cứ ăn không ngon ngủ không yên. Chả biết đây có phải là điềm báo gì xấu hay không nữa. Nó cứ làm cho ngoại cảm thấy bất an khó tả lắm. Thật ra, nguyên do việc bà Bảy hối thúc Khải qua hỏi cưới cháu mình là vì tháng trước, Út Tiên đưa bà đi khám sức khỏe. Trong lúc chờ đợi kết quả khám bệnh, bà Bảy cảm thấy có hơi khát nước nên kêu cháu mình đi mua. Út Tiên vừa đi thì có y tá bước ra nói là bác sĩ kêu vào phòng khám lấy kết quả rồi đi nhận thuốc. Bà thấy Út Tiên chưa về nên bà tự đi lấy. Bước vào trong phòng khám, vị bác sĩ đó mời bà ngồi xuống và nói. Bà là bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa phải không? À, phải. Hôm nay không có thân nhân đưa bà đi à? Có, nhưng mà tôi mới kêu cháu tôi đi mua đồ rồi. Nó chưa có gì à. Bệnh tình của tôi sao rồi bác sĩ? Không hiểu sao dạo này cứ đêm đến trời lạnh là tôi thấy nhức mỏi khắp người. Nó cứ đau ê ẩm như có hàng ngàn con kiến cắn vào xương vậy đó. Khó chịu lắm. Vị bác sĩ gật đầu. Hiểu những triệu chứng này là vì sao mà bị. Ông từ tốn nói. À, tôi hiểu. Mong bà hãy cố gắng thật sự bình tĩnh và sẵn sàng nghe những lời nói của tôi sau đây. Chúng tôi vừa kiểm tra tổng quát sức khỏe của bà và phát hiện bà bị ung thư xương. Những triệu chứng mà bà gặp phải chỉ là giai đoạn thứ hai của căn bệnh này. Ung thư sao? Vậy bệnh này có chữa trị triệt để không thưa bác sĩ? Hiện nay bệnh này ở Việt Nam có 10% dân số mắc phải, nhất là những người cao tuổi, và vẫn chưa có biện pháp chữa trị. Mong bà cố gắng bình tĩnh và quay về sống một cuộc sống bình thản vui vẻ trong những ngày cuối đời. Đây là đơn thuốc giảm đau, mời bà ra quầy nhận thuốc. Bà Bảy bàng hoàng trước kết quả oái âm này. Bà cố gượng hỏi thêm một câu nữa. Bác sĩ có thể cho tôi hỏi tôi còn bao nhiêu thời gian để sống? Theo như dự tính thì khoảng 2 đến 3 năm nữa, vì căn bệnh chỉ mới nằm ở giai đoạn 2 mà thôi. Cảm ơn bác sĩ. Bà Bảy cầm lấy đơn thuốc đi ra khỏi phòng khám mà lòng trĩu nặn niềm đau xót. Vậy là bà chỉ còn có 2 năm nữa để được ở bên cháu gái mà bà cưng nhất hay sao? Bà phải làm gì đây? Có nên cho cháu gái bà biết hay không? Chắc chắn là không rồi. Nếu như nó biết, nó sẽ càng đau lòng hơn bà gấp trăm ngàn lần. Nó sẽ không còn cái vẻ ngây thơ như mỗi ngày nữa. Thôi thì hãy để sự việc này chỉ một mình bà biết cho đến khi nhắm mắt xuôi tai dậy. Khoảng thời gian còn lại, bà sẽ cố gắng sống thật tốt và thật hạnh phúc với đứa cháu gái yêu quý của bà. Bà sẽ mau chóng tìm một chỗ nương tựa thật tốt cho nó, để khi bà ở dưới suối vàng được yên tâm nhìn ngắm cháu của bà hạnh phúc mỗi ngày. Trong thời gian tiếp xúc với Khải một tháng qua, bà cũng đã hiểu được tính tình của nó như thế nào. Bà rất tự hào với đôi mắt biết nhìn người của mình và bà tin vào hai hậu. Qua những lời hai hậu kể, thì bà cũng đã dường như nắm rõ được gia cảnh nhà của Khải. Bà biết Khải từ nhỏ đã mất mẹ. Anh sống với ba của mình. Ba anh dạy con rất nghiêm khắc. Điều đó bà nhìn qua cách xử sự của Khải là hiểu ngay. Gia cảnh nhà anh cũng được gọi là khá giả, vì có cả hàng trăm hecta đất trồng cây ăn trái. Anh lại là con một trong nhà, gia sản không cần phải tranh chấp với ai về sau này. Út Tiên mà được gả về nhà đó chắc chắn sẽ không phải cực khổ bươn chải kiếm sống qua ngày như đang ở với bà bây giờ.
Và điều đặc biệt nhất là bà nhìn thấy trong mắt của Khải luôn có hình bóng của cháu gái bà. Bà cảm nhận được Khải yêu cháu bà đến nhường nào, và cháu gái bà cũng vậy. Đã thế thì bà còn lý do gì mà không tác hợp cho bọn nó đến với nhau nhanh hơn để tâm nguyện cuối cùng của bà được hoàn thành. Quay về thực tại, bà Bảy dừng lại suy nghĩ của mình mà vui vẻ trở lại để sống những ngày cuối cùng. Trưa hôm đó, cả ba người cùng ăn một bữa cơm đạm bạc, nhưng vui vẻ làm sao. Ăn xong, Khải ngồi chơi một chút rồi xin phép ra về vì còn có công việc rất quan trọng. Sau khi chào tạm biệt bà Bảy Hoa và Út Tiên xong, thì Khải bước xuống ghe, kéo cái máy D6 định ra về. Nhưng không ngờ, cái máy kéo hoài vẫn không nổ lên được. Khải đã giật kéo đến nỗi mồ hôi ướt cả ra áo, mà vẫn không hề hớn gì. Anh bức xúc hỏi, không lẽ bị hư rồi hả ta? Út Tiên trong nhà nhìn ra, thấy Khải vẫn còn trên ghe, đang cố gắng làm gì đó. Cô đi ra hỏi, anh Khải, sao vậy anh? Cái máy bị hết dầu rồi hả? À, chắc vậy quá, anh kéo máy nãy giờ mà cũng không xi nhê gì hết. Vậy thôi dùng máy chạy bằng cơm đi về, chứ biết làm sao bây giờ. Út Tiên nói xong thì đứng đó cười cười. Khải hiểu ý của cô ngay. Anh nhìn quanh tìm cây sào, nhưng mãi không tìm được. Chợt nhớ lại lúc sáng, vì đi gấp quá, cây sào còn nằm trên bờ. Anh làm biếng leo lên lấy. Không ngờ cái máy D6 này trúng gió trở trời thiệt rồi. Khải gãi gãi đầu. Anh quên đem theo cây sào phòng bị máy hư rồi. Anh đúng là hậu đậu mà. Thôi, để em lấy xuồng đưa anh về. Nói rồi, Út Tiên đi nhanh vào trong nhà, lấy cái nón lá đội lên đầu, rồi lấy xuồng đưa Khải về. Hai người ngồi trên xuồng, kẻ trước người sau, trên tay, mỗi người cầm một cây sào, nhìn nhau ngượng ngùng. Khải bỗng có chút buồn, anh nói, Út nè, đợt này anh về dưới tới nửa tháng nữa anh mới lên lại lần đó. Út Tiên nghe vậy ngạc nhiên hỏi, ủa sao đợt này anh đi lâu dữ vậy? Bộ nhà có chuyện đột xuất hả anh? Chuyện này nó quan trọng lắm, cho nên anh phải về gấp ngay mới được. Bộ anh đi hỏi vợ hay sao mà gấp dữ vậy? Lời nói vừa phát ra như đánh trúng ngay tim đen của Khải. Anh giật mình cà lăm nói, Bí mật, từ từ, em sẽ biết. Khải mỉm cười vui vẻ nhìn sang Tiên. Anh thấy gương mặt cô bỗng buồn rười rượi. Chắc tại nghe anh nói vậy nên cô tưởng thật hay sao đó. Khải định quay qua giải thích với Út Tiên đôi điều để cô không hiểu lầm anh, thì bỗng rầm lên một tiếng. Chiếc xuồng nhỏ hai người đang ngồi lắc lư mạnh. Út Tiên cũng vì quá đột ngột không kịp giữ thăng bằng, mém tí nữa ngã xuống sông. Nhờ có Khải nhanh tay nhào qua nắm lấy cánh tay của cô kéo lại vào trong lòng mình, nên Út Tiên mới không bị ngã xuống nước. Hóa ra do hai người khác cũng đi xuồng đâm vào mũi thuyền của Khải và Tiên nên mới xảy ra sự cố như vậy. Phía đối diện có tiếng nói cất lên, nè hai cái đứa kia, bộ không biết chèo xuồng hả? Tụi bay nghĩ sao mà lao vào hai đứa tụi tao như vậy? Xém xíu nữa là lật thuyền rồi. Thằng em của tao nó ở trên Sài Gòn mới về nên không có biết bơi đâu nghe. Lỡ như có mệnh hệ gì thì ai đền mạng cho nó đây? Khải nghe xong lời thằng cha kia nói là biết ngay chẳng phải có người đàng hoàng gì rồi. Anh dây qua Út Tiên hỏi, hai người này là ai vậy? Em có biết không? Út Tiên ngó sang, nhìn sơ qua gương mặt của hai người rồi nói, dạ biết. Cái người vừa rồi tên là Phi, còn cái người kia tên là Điểu. Hai người họ là anh em ruột, nhà ở gần nhà em á. Nghe đâu á, hai thằng chả nổi tiếng là hống hách và nổ nhất ở đây đó. Trước giờ em cũng không có tiếp xúc với họ nhiều. Nội nghe em nói cái tên thôi á, là biết ngay con người không có thiện cảm rồi. Con nhà ai á mà khéo đặt tên ghê á. Thằng anh mập ú thì ăn nói hàm hồ phi lý. Thằng em á thì ngồi đó cái mặt nghênh nghênh, nhìn thấy phát ghét. Đúng là đồ đẻo cán mà. Út Tiên nghe Khải nói xong thì mắc cười đến đau bụng. Nhưng cô không dám cười mà chỉ nhìn anh đối đáp. Khải đứng trên đầu xuồng nhìn sang bên kia mà hắn giọng nói lớn, anh đã nói chuyện kiểu gì mà tôi nghe chẳng lọt lỗ tai chút nào. Hai xuồng đi đối diện nhau, xuồng tôi đi bên phải, xuồng anh đi bên trái, như vậy thì làm gì đâm vào nhau được. Bên anh bơi chèo ẩu tả, còn nói tụi tôi không biết chèo là sao?
Tên Phi nghe thế thì tức giận, hắn đi lên mũi xuồng, chống nạnh, đáp giọng chanh chua. Kiểu gì là kiểu gì? Mày ăn nói cho đàng hoàng đó nha! Không thôi tao qua tao bẻ răng mày không còn một cái ăn cháo bây giờ đó! Thấy Phi lớn tiếng xúc phạm mình, Khải cũng không chịu thiệt thòi trước mắt mà lớn giọng đáp. Anh có ngon thì qua đây, tôi chẳng sợ anh đâu. Làm sai mà còn không biết xin lỗi người ta nữa chứ. Lời của Khải vừa dứt, Phi liền cầm cây sào nhào qua xuồng của Khải, giơ lên đánh vào vai của Khải tới tấp. Khải phản ứng nhanh, chộp lấy cây sào của Phi giật về sau thật mạnh, làm cho hắn lao theo cây sào mà ngã xuống sông ngon lành. Giải quyết tên Phi xong, Khải liền chống sào bơi đi. Trước khi đi, anh còn để lại một câu nói làm cho Phi tức muốn ứa máu. Yếu mà còn bày đặt ra gió. Thằng Điểu thấy anh mình ngã xuống nước, liền đến giơ tay kéo giúp anh của mình lên. Sau khi lên xuồng, thằng Phi nói. Má nó, thằng chó đó là thằng nào vậy? Tao mà biết nhà nó, tao qua đốt nhà cho lũ tàn luôn. Thằng Điểu vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, rồi cười lên gian xảo, nói. Thằng đó chắc không phải người ở đây. Nhưng mà con nhỏ kia thì em biết. Nhỏ đó hay đi ghe bán hàng bông ở chợ á. Mỗi lần em về chơi, ra chợ đều thấy nó bán rau củ ngoài đó không à. Anh yên tâm đi, quân tử không chịu thiệt trước mắt. Em có cách để cho tụi nó phải trả giá rồi. Đôi mắt của thằng Điểu đảo qua đảo lại liên tục. Nó đưa miệng sát tai của thằng Phi, rồi thì thầm to nhỏ. Sau khi thằng Phi nghe xong, đôi mắt liền sáng rỡ, nói. Làm vậy được không mày? Lỡ như... Không sao đâu mà, anh tin em đi. Thằng Phi có chút do dự, nhưng trong tích tắc, nó nghĩ chỉ cần chuyện này thành công thì coi như là nó đã trả được cái thù hôm nay rồi. Nhưng chăng nó sẽ mãi mãi không bao giờ biết được điều này đã làm cho bi kịch xảy ra cho cả đôi bên. Út Tiên đưa Khải về đến nhà của bà Tư Dẫu mà vẫn chưa nhịn được cười. Cứ nghĩ lại cái cảnh tên Phi mập ú rớt xuống sông là cô lại vẫn muốn cười. Cô không ngờ Khải bề ngoài nhìn gầy nhom như vậy mà sức mạnh lại vượt trội, kéo ngã được gã mập đó trong một nốt nhẹ. Khải bước bên bờ còn ngoái lại nói với cô. Em quay về nhớ cẩn thận, tháng sau anh xuống chắc chắn sẽ có một bất ngờ. Bất ngờ gì vậy anh? Khải cười cười ra chiều bí hiểm. Bí mật chưa thể bật mí. Nói xong, anh sốt sắng đi nhanh vào nhà, chuẩn bị hành lý về lại Vĩnh Long của mình. Khải không hiểu sao, anh cứ cảm thấy nôn nao trong lòng khó tả. Chẳng lẽ là vì chuyện về nhà xin cha qua hỏi cưới em Tiên hay sao? Khải chạy xe máy từ xế xế cho đến tối thì mới về tới nhà. Nhà của Khải là một vựa trái cây chuyên buôn bán và phân phối khắp các tỉnh thành trong khu vực. Tính ra quy mô rất lớn, Khải vừa làm việc cho ba và cũng vừa là cậu chủ trong nhà. Ba của Khải tên là Hoàng, người dân quanh đây gọi ông là ông Chính Hoàng bởi vì ông là người con xếp thứ 9 trong nhà. Ông rất nghiêm khắc với con trai của mình. Từ nhỏ, ông đã dạy anh làm người phải có trách nhiệm, có làm thì mới có ăn. Vì vậy, Khải cũng như bao người làm khác trong nhà, mỗi tháng đều được ông Chính Hoàng phát lương đều đặn, nghỉ phép vẫn bị trừ lương như thường. Người làm trong nhà thấy ông công xử phân minh nên ai ai cũng đều kính phục ông cả. Ông Chính Hoàng thấy Khải về tới thì chỉ đứng trước cửa nhà mình chứ không hề nói gì. Ông đi vào trong nhà, ngồi trên bộ ghế gỗ đặt ở chính giữa nhà, thong thả uống ngụm trà bát. Tuy có vị đắng, nhưng cái hậu sâu đó lại có vị ngọt. Khải cầm ba lô bước vào nhà. Thưa ba, con mới về. Giờ này rồi mà sao ba chưa ngủ? Bay chưa về đến nhà thì sao mà tao ngủ được yên giấc chứ? Đợt này tao giao cho bay đem hàng lên Cần Thơ, bay làm xong chưa? Dạ, chuyến hàng đó con vừa kêu người giao xong rồi đó ba. Ông Chính Hoàng đưa bàn tay phải để trên đầu gối của mình nhịp nhịp, còn tay trái cầm ly trà đưa lên miệng uống cạn, rồi nói giọng nghiêm nghị. Mày nói thật đi, cả tháng nay mày làm gì mà cứ lên xuống nhà thằng Hậu hoài vậy? Khải nghe ba mình hỏi vậy thì có chút lúng túng. Anh đáp. Con lại nhà nó chơi thôi ba à. Với lại mấy bữa nay nó bệnh nên con mới lên đó thăm nó. Thăm bệnh thằng Hậu à? Dạ đúng rồi ba. Đột nhiên ông Chính Hoàng tức giận đập bàn một cái rầm
rồi đứng dậy chỉ tay thẳng vào mặt của Khải mà quát. Mày học ai ở cái thôi nói dốc nói láo với ba mày vậy? Hôm qua thằng Hậu vừa lại đây hỏi tao mày có ở nhà không? Vậy mà giờ mày nói với tao là mày xuống nhà nó để thăm bệnh à? Khải thấy ba mình tức giận đùng đùng thì run hết cả tay chân. Từ nhỏ đến lớn, thứ mà Khải sợ nhất chính là sự tức giận của ba mình. Anh lắp bắp nói. Dạ con... Dạ cái gì mà dạ? Đàn ông đàn an á, có gì thì mạnh mẽ lên mà nói. Cứ ấp ấp mở mở giống y như đàn bà, đúng là mất mặt. Câu nói của ông Hoàng phát ra làm cho Khải bực dọc. Anh nói ra một câu cọc lóc. Con muốn lấy vợ. Ông Hoàng nghe xong giật mình im bặt. Từ nhỏ, ông thấy Khải cứ mỗi lần gặp con gái là bị cà lâm không nói chuyện được, nên ông rất sợ. Ông sợ đứa con trai duy nhất của ông bị đồng tính, thì dòng dõi nhà họ Nguyễn sẽ bị đứt quãng từ đây. Ông sẽ có tội với cả dòng họ khi đứa con của mình không thể lấy vợ sinh con nối dõi tông đường. Mày mới nói cái gì? Khải dứt khoát nói lại một lần nữa, giọng cương quyết. Con nói là con muốn lấy vợ, ba chuẩn bị tinh thần đi hỏi vợ cho con đi. Bữa nay mày ăn gan trời rồi hả con? Mày kêu tao chuẩn bị tinh thần hả? Con đã hứa với bà ngoại của cô ấy là nửa tháng sau sẽ lên hỏi cưới cô ấy rồi. Cho dù ba không chịu đi thì con cũng sẽ cưới cô ấy về làm vợ. Bỗng ông Chính Hoàng ngửa cổ lên cười ha hả. Khải cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Dứt tiếng cười, ông Hoàng dây qua hỏi Khải tới tấp. Con bé đó ở đâu, làm nghề gì, gia cảnh thế nào? Mày nói rõ ràng cho tao nghe thứ coi. Nghe ba mình nói vậy, Khải vui mừng ngồi xuống bên cạnh ông, nói tuốt tuồn tuột gia cảnh của Út Tiên cho ba mình biết. Anh còn nói về di nguyện cuối cùng của bà Bảy Hoa cho ba nghe hết. Sau khi ông Hoàng nghe xong, thì im lặng bỏ vào trong phòng. Cách dạy con của ông Hoàng trước giờ luôn nghiêm khắc bên ngoài, nhưng tình thương con ẩn giấu bên trong rất dạt dào. Chính vì thế, Khải không nhìn thấy được nụ cười mãn nguyện của ông khi ông quay lưng bước vào phòng. Trong căn nhà lá đơn sơ, Út Tiên đang nằm trên giường trùng mền kín mít. Lúc chiều đưa Khải về tới giờ, bỗng cô lên cơn sốt rét, cứ nằm đó rên ư ử, vì trong người cảm thấy lúc nóng lúc lạnh. Bà Bảy Hoa đi ra đi vô, hết nấu nước sôi thì lại nấu thuốc. Bà đã làm đủ mọi cách để cho cháu gái mình bớt sốt. Vừa lau mình bằng nước ấm, lại thêm cho cô uống thuốc nam mà cô không có hiện tượng gì là suy giảm. Thường thì uống thuốc nam vào, tác dụng của nó sẽ không làm giảm ngay cơn sốt rét, mà phải từ từ thuốc sẽ ngấm vào cơ thể. Vì thấy Út Tiên bị lạnh cúng và người nóng như lửa đốt, nên bà Bảy Hoa quá sốt ruột, không thể ngồi yên một chỗ. Cô là nguồn sống, là động lực để bà sống tiếp. Bà không thể để đứa cháu gái mình có chuyện gì được. Hết cách, bà đành đi vào trong lấy một ít tiền mà bà và Út Tiên đã để dành mấy năm nay. Vì quá lo lắng nên không để ý, Út Tiên đã đỡ khó chịu hơn một chút mà ngủ thiếp đi. Bà Bảy Hoa vội vã đi ra chiếc xuồng nhỏ, chống sào rời khỏi nhà. Bỗng từ phía sau một cây bần to, có hai bóng người đang ở trên một chiếc xuồng máy. Bọn chúng sợ là nếu đi bằng máy sẽ bị người đằng trước xuất hiện, nên đành mỗi đứa chống một cây sào bơi theo. Không ai khác, đó chính là anh em thằng Phi và Điểu. Vừa lúc chiều bị Khải dạy cho một bài học, tụi nó vẫn còn cay cú lắm và ôm hận trả thù. Trước giờ chưa từng có ai dám cư xử với bọn chúng tệ hại đến như thế. Thằng Điểu nhìn sơ qua cũng biết Khải và Tiên yêu nhau, nên nó liền nghĩ ra một ý kiến táo bạo để cho Khải phải hối hận khi đã chọc giận tụi nó. Bà Bảy Hoa vì quá lo lắng cho cháu gái mình nên không để ý có người đang theo dõi mình ở đằng sau. Trong đầu bà chỉ nghĩ bà phải bơi thật nhanh đến chỗ Dr. Trí để mời ông ấy đến nhà khám bệnh cho Út Tiên gấp. Trên tay hai đứa kia là hai cây búa đốn củi to mới được mài dũa bén ngọt. Điều bọn chúng muốn nhất bây giờ là trả thù. Nhất định phải trả thù.
bà Bảy đi đến ngã ba sông thì hai tay đã mỏi lừ vì nước đang chảy quá xiết. Bà cố gắng đứng dậy chống sào để đẩy xuồng đi thì bỗng chiếc xuồng rung lắc dữ dội làm cho bà Bảy mất thăng bằng cũng chao đảo theo. Phía sau, thằng Phi và thằng Điểu đang dùng búa đánh thật mạnh vào đáy xuồng để cho nước tràn vào. Vì quá mạnh tay, đáy xuồng bể nát, nước ồ ạt tràn vào. Bà Bảy nghe sau lưng có tiếng động mạnh thì dây sang nhìn về phía đó. Bà thấy có hai bóng người đang ra sức phá hư cái xuồng của bà. Bà liền hét lên: Tụi bay làm cái gì vậy? Dừng tay lại ngay! Thằng Điểu nghe có tiếng người hét lên thì dây qua hỏi anh của mình: Anh ơi, chết mẹ rồi, sao em nghe tiếng la này nó là lạ gì đâu á? Sao tao nghe tiếng la này không giống tiếng của con nhỏ đó vậy ta? Chết mẹ rồi, có khi nào anh canh lộn xuồng của ai rồi không? Tao nhớ là tao coi kỹ lắm rồi mà, ở đó có một mình nhà của con nhỏ đó à, đâu có ai nữa đâu mày. Thằng Điểu ra chiều suy nghĩ một lát rồi hỏi: Căn nhà lá đó có hai người, nếu không phải nó, vậy là... Chưa kịp nói hết câu thì hai anh em cũng ngờ ngợ hiểu ra vấn đề trong phi vụ này. Điểu dây qua nói với anh mình: Hay anh em mình chống sào lại đó coi thử coi là ai. Thằng Phi cuống cuồng nghe theo, vội bơi đến chiếc xuồng của bà Bảy. Lúc này, xuồng của bà Bảy đã sắp bị nước nhấn chìm vì lỗ thủng quá lớn. Bà ở trên xuồng cố gắng ngồi vững. Nếu là lúc còn trẻ thì bà chắc chắn sẽ không cảm thấy sợ hãi vì bà cũng biết bơi như bao người khác. Nhưng bây giờ bà đã già nên không còn sức để bơi lội gì nữa. Cộng thêm bà đang mắc bệnh nan y hành hạ thể xác thì làm sao mà còn sức tự cứu lấy mình. Bà chỉ biết ngồi đó kêu lên: Cứu! Cứu! Cứu tôi với! Có ai không? Thật tiếc, xung quanh ngã ba sông không hề có bất cứ một ngôi nhà nào có người dân trú ngụ cả. Chỉ có một bờ đê trống hoác, đồng không mông quạnh. Tiếng kêu của bà dù có la lớn tới đâu cũng không một ai nghe thấy hết. Hai tên ác quỷ kia thật sự rất biết lựa chỗ hoàn hảo để hành sự. Chiếc xuồng đã chìm xuống nước hoàn toàn, chỉ còn một thân mình gầy gò của bà Bảy ngôi lên mặt nước. Bà nghe có tiếng bơi nước đang đi lên. Trước mặt bà là hai người đàn ông lúc nãy đã cố ý hãm hại bà vô căn cớ. Họ nhìn nhau với gương mặt hớt hải. Bà Bảy cố gắng cầu cứu. Bà giơ đôi tay gầy nhom xin hai người đó cứu vớt bà. Bà không thể chết như vậy được. Cháu gái bà còn đang ở nhà chờ bà quay về chăm sóc. Phi và Điểu bơi ngang mặt bà Bảy, thấy bà sắp bị nước nhấn chìm. Thằng Phi nói: Chết rồi mày ơi, không phải là cái con nhỏ đó, giờ làm sao mày? Hay là mình cứu bà lên đi được không? Anh bị điên hả? Cứu bà lên để bà tố giác hai anh em mình hay gì? Chứ không lẽ bây giờ đứng đây trơ mắt nhìn bà chết đuối hay sao? Thằng Điểu đăm chiêu không biết làm thế nào. Nếu không cứu bà ta lên thì chẳng khác nào tụi nó chính là kẻ sát nhân. Nhưng nếu cứu bà ấy thì lỡ như sau khi bà ấy tỉnh dậy rồi đi thưa với chính quyền là bọn chúng đã phá xuồng của bà thì sao? Và quyết định cuối cùng của hắn là: Người không vì mình, trời tru đất diệt. Không còn cách nào khác đâu anh. Bà ta mà còn sống thì chuyện hôm nay anh em mình làm chắc chắn sẽ bị lộ ra bên ngoài đó. Lỡ người ta nói anh em mình nó cố ý làm hại bà ta thì sao? Vậy chẳng lẽ... Bà Bảy Hoa đã bắt đầu kiệt sức. Bà nói: Giang sinh các người mà, hãy cứu tôi đi. Cháu gái tôi đang chờ tôi về mà. Trong lúc hai người kia còn đang do dự chưa biết phải làm thế nào thì bàn tay của bà Bảy nắm được vào mạng xuồng, ngôi lên hít thở. Bà Bảy nói giọng đứt quãng: Xin hai cậu hãy cứu tôi. Tôi sẽ không... Bà Bảy chưa kịp nói hết câu thì thằng Điểu đã dùng cây dầm đập liên tục vào đầu vào trán của bà Bảy những cú đập thật mạnh. Bà choáng váng, đôi tay buông mạng xuồng mà chìm xuống nước. Thế là điềm xấu mà bà Bảy cảm thấy mấy ngày nay đã được ứng nghiệm, và nguyện vọng cuối cùng của cuộc đời bà cũng không thể thực hiện được nữa. Mày làm cái gì vậy Điểu? Mày đang giết người đó! Thằng Điểu tức giận quát lại anh mình.
Chứ anh muốn tôi phải làm sao? Trước sau gì thì đường nào cũng chết. Cách giải quyết bây giờ là cho bà ta mãi mãi không mở miệng nói được, thì anh em mình mới được an toàn mà thôi. Nhưng mà nếu như chuyện này có ai biết được thì tao và mày có thể sẽ bị tử hình vì tội cố ý giết người đó. Thằng Điểu nghe anh mình nói vậy thì cười lên điên dại, đáp: Sao anh nhát gan quá vậy? Chuyện tối nay chỉ có một mình tôi biết, anh biết. Tôi không nói, anh không nói thì làm sao có ai biết được chứ? Anh lo xa quá rồi đó. Cũng phải ha. Thằng Phi cầm cây dầm còn đang dính máu của bà Bảy Hoa còn sót lại, nó nhúng xuống nước rửa cho thật sạch. Rồi hai anh em nó đứng dậy chống sạc trở về nhà, ngủ một giấc ngon lành, xem như không có chuyện gì xảy ra. Đêm đó, trời bỗng nổi mưa rất to, sấm chớp ì đùng. Trong tiếng mưa, như có ai đang gào thét kêu cứu, nhưng không một ai có thể nghe thấy những âm thanh lạ đó. Cơn mưa kéo dài cho đến sáng hôm sau.